Xin chào quý vị phụ huynh cùng các bé học tiểu học. Xin chào các bạn đến với chương trình 30 ngày học các cái mẹo của toán học. Hôm nay chúng ta sẽ đến với cái mẹo để ghi nhớ cái bảng đo độ dài. Học cấp 1, thậm chí là cấp 2, cấp 3 và thậm chí là cả người lớn nữa, nhiều lúc chúng ta cũng không thể nào nhớ được cái bảng đo độ dài của mình. Ví dụ như km bằng bao nhiêu dm, bằng bao nhiêu mm, một hectomet bằng bao nhiêu mét, bằng bao nhiêu cm. Đó, cái này rất là khó nhớ. Thì chính vì vậy cho nên là theo cái yêu cầu của một phụ huynh, tôi xin được chia sẻ một cái mẹo để nhớ. Đầu tiên, cái việc mà nhớ độ này, bảng độ dài một cách thông thường sẽ rất là khó khăn. Chính vì vậy cho nên là hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để nhớ cái bảng đo độ dài này một cách rất là đơn giản và hiệu quả. Đúng không ạ? Nhìn cái hình này chúng ta thấy gì ạ? Nhìn hình này có thể chúng ta sẽ nghĩ ngay đến hình gì? Ảnh của một gì ạ? Con King Kong hát dưới mưa, đội cái mũ. Con King Kong hát dưới mưa đội cái mũ. King Kong, chúng ta viết tắt là chữ K. Đang hát dưới mưa thì chúng ta viết tắt chữ hát. Dưới mưa, dưới mưa, đội cái mũ, đờ cờ mờ. Rồi, đây chúng ta sẽ gọi là đội cái mũ. King Kong hát dưới mưa đội cái mũ. Thì từ cái này làm sao chúng ta liên kết được đến cái bảng của chúng ta, liên kết được cái bảng, liên kết đến cái bảng đo độ dài của chúng ta. Làm thế nào ạ? Làm thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích từng chữ một. Đầu tiên là chúng ta hãy gọi cái chữ đầu tiên là chữ K. Chúng ta sẽ nhớ ngay đến cái gì ạ? Đây là km. Đây thì chúng ta đã thấy dễ dàng, rất là dễ đúng không ạ? Đầu tiên là chúng ta có hình ảnh con khỉ, con King Kong đang hát dưới mưa. Ở đây xong rồi chúng ta chuyển sang King Kong. King Kong hát dưới mưa đội cái mũ. King Kong hát dưới mưa đội cái mũ. Rất là đơn giản, hình ảnh rất là đơn giản. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau để đưa cái này nó vào trong cái bảng. Đó, km, hectomet, decamet, mét, cm. Đó. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau biến nó thành một cái bảng để chúng ta sẽ thử quy đổi. Chúng ta sẽ làm thử một vài ví dụ. Bạn thấy là rất là đơn giản và rất là dễ dàng. Ví dụ như bây giờ chúng ta sẽ chọn 3 cái mốc bất kỳ. Cái thứ nhất, chúng ta sẽ chọn là 1 km. Ta sẽ chọn 1 km. Rồi, 1 km thì sao ạ? Chúng ta 1 km để quy đổi ra tất cả các còn lại. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có 1. Chúng ta thấy cái đường đi lên đây không? Đó. Cái hình này chúng ta đi to dần lên.
Thì mỗi một cái ô này chúng ta sẽ thêm một số 0. Rất là đơn giản. Đó, chúng ta hướng dẫn các con thêm một số 0 sau mỗi một ô. To dần lên. 1 km sẽ bằng 10 hectomet. Bằng 100 decamet. Thêm một số 0 nữa. Bằng 1000 mét. Thêm một số 0 nữa. 1 số 0, 2 số 0, 3 số 0. À, sang decimet sẽ là mấy số 0 ạ? Sẽ là 4 số 0. 1 1 số 0, 2 số 0, 3 số 0, 4 số 0. Bằng 1000 decimet. Đó, tương tự sẽ có 5 số 0 ở centimet, có 6 số 0 ở milimet. Đó, thật là đơn giản đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ đổi quy đổi từ mét đi. Nếu mà từ 1 mét. Đây, chúng ta sẽ ghi 1 ở đây. 1 mét thì bằng gì? Bằng 10. 10 thêm một số 0 nữa. 10 decimet. 100 centimet và bằng 1000 milimet. À, bên này chúng ta bớt đi một số 0 thì chúng ta sẽ chấm một cái là 0.1. Đúng không ạ? Chúng ta bớt đi thêm một số 0 nữa. 0.01. Và bớt đi thêm một số 0 nữa là 0.001. Đó. Thì bây giờ chúng ta thấy đơn giản không ạ? Nếu như mà chúng ta tiếp tục quy đổi, chúng ta lấy một cái ngẫu nhiên đi. Ví dụ chúng ta phải đổi từ 1 decimet. Thì chúng ta đưa cái 1 decimet này vào ô 1 ở đây. Decimet đây. 1 decimet sẽ bằng bao nhiêu cm ạ? Bằng 10 cm. Và bằng 100 mm. Chúng ta lại bớt số 0. 1 decimet, chúng ta bớt một số 0 đi. 0.1. À, tương tự chúng ta sẽ là gì ạ? 0.01. Lại thêm một số 0 đằng sau. Thêm một số 0 đằng sau. Thêm một số 0 ở đầu nhỏ hơn. 0.001. Và tiếp tục 0.00001. Đó, mỗi một cái bảng này chúng ta sẽ thấy là gì? Nó rất là đơn giản và rất là dễ thực hành. Ở đây chúng ta vẫn áp dụng theo một cái phương pháp, đó là trực quan lên. Nếu như mà nói không, giải thích không, các con vẫn chưa hiểu, chúng ta hãy cho con xem. Đó, xem bằng hình ảnh, xem bằng cái sự tưởng tượng của mình. Nếu như mà các con vẫn chưa nhớ, chưa hiểu, thì hãy cho con hành động, cho con làm. Đó. Ở đây quý vị phụ huynh có thể cho con tự sáng tạo ra những cái từ, những cái câu, những cái đoạn mà mình yêu thích từ cái chữ KH. JMDKM. Nó rất là thú vị. Vừa vui, vừa thoải mái, vừa hiệu quả. Chúng ta xong phần thực hành. Bây giờ chúng ta sẽ thử đổi 5,7. 5,7. Rồi chúng ta thử đổi 5,75 km. Đó. 5,75 km đổi ra mét. Đúng không ạ? Đổi ra mét. Đổi ra mét. Mét. Rồi, với cái cách tương tự, chúng ta sẽ làm gì ạ? Kinh công hát dưới mưa đội cái mũ. Rồi, chúng ta đầu tiên chúng ta làm như sau. Kinh công hát dưới mưa, hát dưới mưa đội cái mũ. Ở đây có 5,75 là km, đúng không ạ? 5,75. Sang bên này thêm một số 0 là 57,5. Thêm một số 0 nữa là 5,75.
Và thêm một số 0 nữa. 5, 7, 5, 0. Đó. Từ đây sang đây, chúng ta cứ từ từ, từng bước một. Đó. Chúng ta sẽ ra được là gì? Bằng. Ở đây sẽ là bằng 5.750. 5.750 mét. Đây là đáp án. Rất là đơn giản đúng không ạ? Đây là km. Chúng ta đổi ra mét. Khi mà chúng ta ra một cái, các con có thể lấy nhét ra. Rồi 5,75 km đổi ra mét. Chúng ta nghĩ ngay đến hình ảnh con khỉ. Nghĩ ngay đến hình ảnh con khỉ của chúng ta. Hoặc là con King Kong. King Kong hát dưới mưa đội cái mũ. Rồi xong rồi chúng ta viết ra. Viết từng chữ cái ra. K, H, D, M, D, K, M. Đó, xong rồi sau đó. Sau đó chúng ta cứ thêm số 0 vào. Thêm số 0 vào đằng sau là sẽ xong. Đó. Đấy là về cái hướng dẫn sơ qua về cách để chúng ta nhớ được, gọi là cái bảng đo độ dài. Bình thường cái bảng này chúng ta sẽ rất là khó nhớ. Nhưng mà nếu như mà chúng ta học theo cách như thế này, các con được thực hành theo cách như thế này, thì cái việc chuyển đổi các đơn vị của các con vô cùng đơn giản. Đến đây, buổi thứ hai của hành trình 30 ngày hướng dẫn mẹo toán học của toán trí tuệ Super Brain Ba Đình đã kết thúc. Để theo dõi và tiếp tục nhận thêm những video mới nhất, xin mời quý vị phụ huynh và các bạn hãy đừng quên like, comment, subscribe để nhận được những video mới nhất nhé.